Những cái thị trường đang dậy sóng trong cộng đồng người Việt Nam đó là thị trường nail, thì anh chị đã quyết định mở một tiệm nail. Nhưng mà rồi sau nhiều năm hy sinh thì anh thấy những cái gì mà anh gặt hái được nó không đáng với những cái công sức của anh bỏ ra và thời gian, đặc biệt là cho gia đình và cho bản thân. Thì 7 ngày một tuần, 10 tới 12 tiếng mỗi ngày và đang loay hoay tìm một cơ hội nào đó thì New Skin tới. Và sau khi anh tìm hiểu rõ ràng thì anh bắt đầu tham gia công việc này. Và sau 2 năm thì Nelson được một chức vị, một cái cột mốc rất là quan trọng trong chặng đường New Skin, đó là Ruby. Cũng biết được rằng đạt được một chức vị đó không phải là một điều dễ dàng. Vậy thì trong quá trình làm việc, Nelson gặp được đã phải vượt qua những khó khăn nào để đạt được chức vụ đó? Cảm ơn, trước em cảm ơn anh Vũ và sau đó em cảm ơn người đã giới thiệu cho em cơ hội này và người hỗ trợ cho em và người thầy của em, đó là Duy Tôn. Thì cũng qua rất là nhiều khó khăn, trải qua rất là nhiều sự gian nan, bởi em cũng như mọi người ở đây và anh tới một ngày cũng tìm hiểu và về nhà quyết định làm thì sự cản trở bởi bà xã. Bà xã nói rằng là anh có 3 đứa con, mới đứa mới sanh nữa, anh làm gì mà có thời gian để làm công việc này. Thì mình thấy mình đã làm nail hơn 10 năm qua rồi mà cái thời gian đó mình có hay chưa, hay là vẫn làm 6-7 ngày một tuần và 8 giờ 9 giờ mới về tới nhà. Thì mình cảm nhận ra bà xã mình nói không có thời gian, thì mình nói nếu như tiếp tục 10 năm nữa mình có thời gian hay không. Thì sau đó mình quyết định nghỉ 3 ngày và làm tiếp tục thêm nail và làm part time thôi. Và đã làm 2 năm. Và cái sự khó khăn nhất là khó khăn ở bản thân của mình. Thì nó cái này nó rất là khó khăn là vì lý do không phải ai cũng tin tưởng mình và ai cũng mình nói cũng người ta cũng nghe. Thì ra ngoài đường nó có nhiều cây nô. Thì mình nói về nhà mình buồn quá, mình không muốn làm nữa. Thì mình gọi với anh Duy. Thì than với anh Duy, công việc này khó quá. Thì anh Duy nói là nếu như em hỏi về cái kỹ năng em ra sao thì em học như thế nào rồi, em có kinh nghiệm nói chuyện hay chưa, thì mình mới thấy rõ là chưa học đủ. Và cái tư duy của em như thế nào, em hỏi anh cái tư duy là cái gì, thì anh nói là cái lối suy nghĩ của em như thế nào rồi, thì em thấy cái này khó quá. Thì anh mới cho em thấy coi những cái video, những cái audiobook, nghe những audiobook và anh cho em thấy những cái cuốn sách, recommend những cuốn sách để đọc để mình có phụ trợ được cái tư duy của em. Và từ đó cái sự khó khăn nó từ từ em vượt qua, chứ không phải là em một ngày một bữa. Nói chung là em học rất là chậm, nhưng mà sự có ngày hôm nay là sự chịu khó và chịu học. Dạ, thưa quý vị. Cảm ơn Nelson. Câu hỏi thứ hai có đó là mình thường nghe nói câu là leader are born at the event, có nghĩa là những người leader được sinh ra ở những sự kiện. Và tin nội bộ anh biết được rằng lần này trong hệ thống của Nelson mời trên 30 người tới sự kiện TU lần này. 30 người. Vậy thì động lực nào giúp cho Nelson làm được điều đó? Cảm ơn anh. Thì ngày xưa đó thì chị, nói chung là cảm ơn chị Thúy nữa chứ. Chị Thúy Phạm là một người rất là dễ thương, bước vào và nói chung là lần đầu tiên em cũng không tin. Và chị Thúy cũng nói là mời em tới chỗ này, coi cái này thôi, coi có đáng cho em làm không. Cái em nói về bún hóa cũng như là thấy mơ hồ quá. Nói tới đây mà tham mà tiền nó nhiều vậy. Thì chị Thúy mới giới thiệu cho anh Duy. Anh nói là đây là dược sĩ Duy, nghe dược sĩ mà cũng làm bán này sao. Thì anh dược sĩ nói là, anh Duy nói là em nên đi tìm hiểu một lần thôi, đi qua công ty tìm hiểu. Thì từ đó, đó là cái động lực mà từ qua bên công ty em mới được tin là cái cơ hội này có thật. Và sau đó em mới tin rằng nếu như em đưa những người mà em giới thiệu cơ hội này qua tới công ty này, mời họ tới công ty này, thì họ cũng có được giống như em. Và cái sự tin cải bên công ty thì giúp đỡ cho họ có một lòng tin mạnh mẽ hơn. Ok, cảm ơn Nelson rất là nhiều. Em là một người rất là đặc biệt, đó là nói chị Thúy Phạm dễ thương. Thúy Phạm dễ thương không quý vị? Yeah, sorry. Yeah.
Cảm ơn. Dạ, mà cho em Hương xin lỗi, quên chia sẻ là trong công việc của nếu như em không được sự hỗ trợ của người upline của em là bạn Anh Duy và những người sideline hỗ trợ cho em mời những người từ đội nhóm em từ Mephitensi qua đây, thì cái đó là không phải là công sức của mình em, nhưng mà em rất là yêu thích công việc này. Vì lý do là sao? Mọi người ở trong này đều bỏ tấm lòng của họ ra, cho dù không có quyền lợi gì họ cũng bỏ tấm lòng của họ ra để giúp đỡ cho mình, và lúc đó những người đó sẽ được hệ thống giúp đỡ cho mình luôn, là cái hệ thống của mình rất là tuyệt vời. Em rất yêu thích cái công việc này. Cảm ơn Nelson và chúc mừng anh chị em khách mời của anh Nelson ngày hôm nay. Và người thứ hai